Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ Khả Kính, kính bạch trên Đại Đức Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp Thích Tâm Trường. Con kính bạch trên Chư Tôn Đức Tăng Hiện Tiền. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ Nhật 12 tháng 11 năm 2023, tức là ngày 29 tháng 9 âm lịch. Đệ tử chúng con đầy đủ nhân lành, duyên lành lại được lên đây chia sẻ một số kinh nghiệm tu tập của mình trong thời gian qua. Ngưỡng mong trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng cùng quý Phật tử hoan hỷ đón nhận những lời chia sẻ của chúng con ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên cho phép chúng con nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ trên Sư Phụ Khả Kính cùng Chư Đại Đức Tăng cùng quý Phật tử luôn luôn nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc, an lạc, bình an và mọi thuận duyên đều đến với quý vị. A Di Đà Phật. Hôm nay thì ngày 12 tháng 11, chỉ còn 8 ngày nữa là quý vị biết ngày gì đúng không ạ? Dạ, đó là ngày 20 tháng 11. Tại sao chúng con lại hỏi rằng sắp tới ngày 20 tháng 11? Kính thưa quý vị, một con người hiện hữu trên thế gian này, lúc mới sanh ra cho tới lớn lên, từ thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, ai cũng có được học qua trường lớp, dù là tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, vân vân. Và những vị nào được đủ duyên lành thì học hết các chương trình của các lớp như vậy. Còn không đủ duyên lành thì chúng ta tạm thời dừng lại ở một cấp độ của trường học như thế. Kính thưa quý vị, như thế gian có câu muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Quả thật đúng vậy. Khi mà quý vị đây muốn qua một con rạch hay một con sông hay một con kênh nào đó, chúng ta phải có một chiếc cầu để chúng ta đi qua. Và cũng thế, chúng ta muốn trở thành một người có ích cho xã hội và làm các công việc mà được tốt và được đúng thì chúng ta phải cần có thầy cô giáo. Vì vậy, nhân buổi sám hối ngày hôm nay, chúng con xin thưa với quý vị qua đề tài liên quan đến ngày 20 tháng 11, đó là những bậc thầy khả kính. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, như lúc đầu chúng con có thưa quý vị, một đứa trẻ sinh ra 7 tuổi là vào học lớp 1, rồi cho tới học hết cấp 1, rồi tới cấp 2, rồi tới cấp 3, rồi tới cấp đại học. Khi một đứa trẻ mới sinh ra thì tiếng khóc chào đời và tiếng gọi đầu đời là tiếng cha và mẹ. Và bài học vỡ lòng đầu tiên để mà những đứa trẻ đó được học là cũng nhờ ai ạ?
phải nhờ thầy cô giáo không ạ? Quý vị đây, chắc là trong ngồi tại cái chánh điện chùa Hoằng Pháp và ở phía trước sân là không ai mà không từng ngồi ghế nhà trường đúng không ạ? Dù là cấp độ bậc học nào, vân vân. Thì thưa quý vị, hôm nay con xin thưa vấn đề về liên quan đến thầy cô giáo và liên quan đến Đức Phật là một bậc vô thượng thiên nhân sư, là thầy của trời và thầy của người. Và chúng con xin thưa thêm rằng sẽ có những câu chuyện kể về một thầy giáo, một người cha cũng như một người thầy, vân vân. Mong quý vị hoan hỷ đón nhận. Thì kính thưa quý vị, trước tiên chúng con xin dẫn dắt một số bài thơ có liên quan đến ngài nhà giáo để tri ân những bậc đã dạy dỗ chúng ta nên người ngày hôm nay, để chúng ta có công ăn việc làm được tốt để nuôi sống bản thân, gia đình và người thân. Tri thức ngày xưa trở lại đây, ân tình sâu nặng của cô thầy, người mang ánh sáng soi đời trẻ, lái chuyến đò chiều sang bến đây, đò đến vinh quang nơi đất lạ, cảm ơn người đã lái đò hay. Ơn này trò mãi ghi trong dạ, người đã giúp con vượt đắng cay. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là con xin ghép lại những từ là tri ân người lái đò, cảm ơn người. Đó là những chữ đầu của cái bài thơ. Và kính thưa quý vị, trước tiên con xin thưa về Đức Phật là một vị bậc thầy của các bậc thầy. Tại sao con nói như vậy? Tại vì Đức Phật cũng có một danh hiệu là Thiên Nhân Sư, là thầy của trời và người. Thí dụ như thầy cô giáo ngoài thế gian là thầy của những học sinh tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học. Còn đối với chư tăng thì sư phụ hoặc những vị hòa thượng thì là những bậc thầy của chúng con hoặc của những sư huynh đệ cùng đồng tu học. Còn Đức Phật là bậc thầy của những bậc thầy. Tại vì Đức Phật, như chúng ta đã biết rằng, Đức Phật có 10 danh hiệu đại cao quý: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Thiện Thệ, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Kính thưa quý vị, khi mà Đức Phật còn là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, thì ngài thấy cảnh khổ của già, của bệnh, của chết, và ngài thấy một vị sa môn oai nghi, tế hạnh, cao thượng, nên ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ đi người thân thế gian mà tìm con đường giác ngộ giải thoát. Và ngài đã 6 năm tu khổ hạnh nhưng không được quả vị giải thoát, và cuối cùng
Ngài tu theo con đường trung đạo và Ngài được giác ngộ và giải thoát. Và ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là nhờ ai ạ? Có phải nhờ Đức Phật không ạ? Mà đạo Phật ngày hôm nay ạ, có phải nhờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni không ạ? Có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có được chánh pháp, mới có được các vị thánh hiền tăng, và có được những vị đồng tu, đồng học như chúng con và quý vị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, khi mà Đức Phật đã thành quả vị Phật rồi, Ngài chuyển bánh xe Pháp Luân, Ngài độ năm anh em ông Kiều Trần Như, và sau đó Ngài độ phụ thân của mình, Ngài độ mẹ của mình, và Ngài độ những người thân trong dòng họ Thích để được giác ngộ, giải thoát, và Ngài độ những chúng sanh mà hữu duyên để chứng được quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán. Cũng vì thế, nhờ có Đức Phật mà hôm nay chúng ta được ngồi đây sống trong chánh pháp, sống trong Phật pháp, lời dạy của Đức Phật quả thật là những lời của một bậc thầy trên cả bậc thầy. Vì vậy chúng ta cố gắng mà noi theo và hành theo những lời dạy của Đức Phật và những gì Ngài đã để lại cho chúng ta luôn trường tồn và mãi mãi không bao giờ diệt mất được. Vì vậy chúng ta là đàn hậu học phải cố gắng nương theo và y giáo phụng hành để mà xây chuyển bánh xe chánh pháp luôn luôn được trường tồn, mãi mãi giúp con người chúng ta luôn sống hướng thượng, hướng thiện và tránh đi những cái ác, những cái xấu, những cái phiền não, những cái tham, những cái sân, những cái si và những cái ngã chấp của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, và luôn luôn nhớ đến Đức Phật là bậc thầy khả kính trong các bậc thầy. Tiếp theo, con xin kể cho quý vị nghe về một cái câu chuyện về một người thầy giáo. Quý vị nghe rồi quý vị cố gắng mà cảm nhận và hãy thông cảm và thương hơn cho những người mà có hoàn cảnh như thế. Kính thưa quý vị, ở một cái ngôi làng nọ có một người thầy giáo già và nghèo, sống cô độc. Hằng ngày đi dạy một buổi và một buổi về đi làm thuê, cắt lúa, nhổ đậu và mò tôm, bắt ốc, vân vân, để thầy có cái đồng tiền mà để trang trải cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Và thầy dành ra một chút ít tiền để thầy giúp cho những đứa trẻ mồ côi mà không được học hành tới nơi tới chốn, và những hoàn cảnh khó
khó khăn mà không đủ tiền để mà đóng học phí. Thì hằng ngày thầy đi dạy một buổi, dù là mưa hay là nắng, dù là thầy có bị bệnh hoặc là thầy có những cái chứng mà khi mà gặp thời tiết thì thầy không chịu nổi, mà thầy cố gắng, thầy chạy chiếc xe đạp, thầy đi vài cây số để thầy đến lớp, thầy dạy cho những học sinh để được cái chữ, để xóa đi cái nạn mù chữ. Và thầy tích góp hàng ngày những công việc thầy đi làm thuê làm mướn, thầy dành dụm được một số tiền. Và một ngày nọ, chuyện nó không hay nó xảy ra. Hằng ngày nửa buổi thầy đi dạy, nửa buổi thầy đi làm, và sức khỏe thầy càng già càng yếu, và thầy sống một mình thì không ai lo cho thầy. Và một hôm thầy bị bệnh rất là nặng, và thầy không đến lớp được. Và trước khi thầy mà thấy thân thể mình không vượt qua được, thầy có viết một tờ giấy thầy để lại: kính thưa bà con, hôm nay tôi nhận thấy sức khỏe của mình chắc có thể không vượt qua được, nên tôi viết đôi dòng này mong bà con thương và giúp cho tôi một cái việc làm này. Thời gian qua, ngoài thời gian đi dạy, tôi đi làm để dành một số tiền, và số tiền đó hiện tôi đang cất ở chỗ này. Khi mà tôi không còn sống nữa thì bà con hãy cố gắng lo cho hậu sự giùm, và đem số tiền này giúp đỡ cho những em có hoàn cảnh khó khăn, những em có hoàn cảnh cô độc, không được đi học, hoặc đi học mà thiếu thốn từ cái viết, từ cái thước, từ quyển vở. Mong bà con cố gắng đem chút ít số tiền dành dụm này giúp đỡ dùm, để cho tôi được trọn cái nguyện cuối đời này. Và quý vị biết rằng cái tấm lòng của người thầy này rất là vĩ đại, đúng không ạ? Thầy đã già mà thầy sống một mình, mà thầy hằng ngày thầy đi dạy, thầy đi trên một chiếc xe đạp rất là cũ kỹ, mà nửa buổi dạy, nửa buổi đi làm thuê, cuối cùng sức tàn lực kiệt, thầy đã mất. Và cái tâm nguyện của thầy rất là lớn như vậy, vĩ đại như vậy, quý vị có thương không ạ? Khi mà chúng con đọc được cái câu chuyện đó, chúng con cảm thấy rất là xúc động khi được một cái người thầy mà cái tâm rộng lớn như thế, cái tâm mênh mông như vậy, mà thầy già mà còn nghèo nữa,
nghèo vật chất nhưng mà tinh thần không nghèo. Qua cái câu chuyện của người thầy này, sắp tới ngày 20 tháng 11 đây, chúng con mong trên quý Phật tử đây và những bạn thanh niên hãy cố gắng tri ân những người thầy cô đã dạy cho mình từ câu, từ chữ, từ cái tốt, và sửa đi những cái mà chúng ta đã từng làm khổ cho nhau, vân vân. Và con xin đọc một cái bài thơ để tri ân lên cái người thầy này. Lặng xuôi năm tháng im trôi, con đò kể chuyện một thời rất xưa, rằng người chèo chóng đón đưa, mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều, bay lên tựa những cánh diều, khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên, rời xa bến nước quên tên, giờ sông vắng lặng buồn tên tiếng cười, giọt sương rơi mặn bên đời, tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông, mắt thầy mòn mỏi xa trông, cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin thưa quý vị, một cái người này chắc quý vị đây ai cũng biết, ai cũng thấy, và ai cũng từng gặp, và ai cũng từng mà được đảnh lễ. Quý vị biết con thưa sắp tới là ai không ạ? Sư phụ đúng không ạ? Thế gian có câu, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Nhưng mà con suy nghĩ hồi tối, chứ con cũng sửa lại một chút ít. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ 16 tháng 10. Sắp tới ngày 16 tháng 10 là ngày giỗ của sư tổ Hòa thượng Ngộ Chân Tử, là thầy của sư phụ. Thì kính thưa quý vị, như sư phụ là Hòa thượng đạo trưởng tổ đình chùa Hoằng Pháp Thượng Chân Hạ Tính, quý vị đây chắc đa số ai cũng từng gặp mặt, ai cũng từng được ngài dạy, được ngài chia sẻ, và từng được ngài mà tặng pháp bảo, đúng không ạ? Và từng được đảnh lễ ngài, đúng không ạ? Hôm nay nói thật chúng con cũng rất là hạnh phúc khi được sư phụ đang có mặt ở chùa, rất hạnh phúc. Và hạnh phúc nữa là hôm nay được quý vị về đây cũng đông, và thời tiết thì ở ngoài cũng tạm ổn. Đó là cái hạnh phúc của chúng con nhân cái buổi sám hối ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, chùa Pháp của chúng ta ở đây thì do tổ là Hòa thượng Ngộ Chân Tử khai sơn tạo tự. Và khi Hòa thượng viên tịch thì cái người truyền thừa và nối nghiệp của tổ là sư phụ Khả Kính. Thì con từng nghe sư phụ kể, ngày xưa chùa mình không phải được như vậy đâu. Từ khi mà sư phụ
kế nghiệp của tổ á, và sư phụ hãy sửa sang lại, phải tu bổ lại và phải gầy dựng lại rất là nhiều. Quý vị thấy được một cái ngôi chùa mà khang trang, thanh tịnh, trang nghiêm như thế này và được đạo tràng, được hưng thịnh như thế này không phải là một chuyện đơn giản đâu ạ. Đức độ của sư phụ thì không thể dùng lời văn hay từng câu chữ để diễn tả được. Ngài rất là, đối với chúng con, Ngài rất là một vị khả kính của chúng con. Hằng ngày chúng con luôn văng vẳng bên tai nhớ hai cái câu mà sư phụ đã từng dạy cho chúng con rằng: không cha sao có thân này, không thầy sao được như ngày hôm nay. Quý vị có công nhận điều đó không ạ? Chắc là không ai không cha đúng không ạ? Và chúng ta đây á, không ai mà không có một vị bổn sư đúng không ạ? Nhưng mà quý vị mà được quy y ở chùa Hoằng Pháp thì hôm nay chùa chúng ta có đại lễ quy Tam Bảo thì cũng hơn 1.000 Phật tử về chùa Hoằng Pháp để mà tham dự đại lễ quy y, trở thành người con Phật và là đệ tử của sư phụ. Thì sư phụ hôm nay là một vị thầy của hơn 1.000 Phật tử. Chắc trong đây chắc cũng có vị hồi sáng cũng có quy đúng không ạ? Và những vị đã quy rồi thì cố gắng giữ gìn năm giới và giữ gìn những cái thiện pháp, những cái điều hay, những cái lẽ phải, những cái đúng, và sửa đi những cái sai và những cái chúng ta cần hoàn thiện hơn. Thì sư phụ là thầy của chúng con và cũng là thầy của quý vị đây, đó là bậc thầy trong đạo. Thì liên quan tới ngày 20 tháng 11 của thế gian thì con xin dẫn dắt về sư phụ là bậc thầy trong đạo và bậc thầy mà truyền trao chánh pháp nối nghiệp của tổ và ngày hôm nay, và xây chuyển bánh xe chánh pháp như lời mà Đức Phật đã giáo huấn trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Và đàn hậu học của chúng con hôm nay thật là may mắn và lành thai được sư phụ thế pháp và được sư phụ chỉ dạy những cái tốt, những cái oai nghi của Ngài từ thân giáo, khẩu giáo và những cái hạnh nguyện của Ngài: Hoằng Pháp lợi sanh, đúng với tên chùa Hoằng Pháp. Thì thưa quý vị, chùa Hoằng Pháp mình được sư phụ tổ chức các khóa tu dành cho trung niên và lão niên và thanh niên, thì có khóa tu một ngày và khóa tu vật thất, còn khóa tu dành cho thanh niên và thiếu niên thì có khóa tu sinh viên, còn khóa tu mà dành cho các em nhỏ thì khóa tu em về bên Phật. Không phải ai cũng tổ chức được mà hoành tráng như vậy, mà trang nghiêm như vậy, mà thành tựu được như vậy đâu ạ. Trên nước Việt Nam này chúng ta thấy có bao nhiêu ngôi chùa mà tổ chức đại lễ khóa tu mà được trang nghiêm, thanh tịnh, mà được cái sự từ bi
trí tuệ mà dẫn dắt Phật tử tu tập được như vậy. Quý vị có cảm nhận điều đó không ạ? Quý vị có công nhận điều đó không ạ? Phải nói là sư phụ là một cái bậc thầy rất là khả kính, có cái oai đức rất là lớn như thế. Như quý vị biết, chúng con sống gần sư phụ. Ngài ở thì phòng chỉ có một cái quạt, cái quạt như quạt này thôi, không máy lạnh, không cao sang. Trong phòng quý vị biết gì nhiều không ạ? Toàn là kinh sách. Ngoài ra không có gì cả, chỉ toàn là kinh sách và một cái đơn để Ngài ngủ, và một cái bàn để Ngài có nghiên cứu kinh điển và Ngài đọc sách. Quý vị thấy có thương không? Có quý không? Chắc là quý ha. Đâu chúng con phải nói là cái thân giáo của Ngài, cái hạnh của Ngài rất là hay. Chứ giờ mà ở ngoài sống mà không có máy lạnh à, chị không nổ. Không có mát là chị không nổ đâu á. Cái gì phải đẹp, phải rộng, phải to, à, phải nhìn vô như là vua, như là chúa mới chịu. Còn này sư phụ hoàn toàn trái ngược. Con nói ra đây để quý vị hoan hỷ mà nhìn lại cái bậc thầy của mình. Mình từng thọ trì tam quy ngũ giới, Ngài đã truyền trao cho mình năm cái giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu bia. Thì cái bậc thầy như vậy chúng ta thấy có đáng kính không? Được tổ chức tất cả các pháp tu như vậy và cái hạnh nguyện như vậy, vì hoằng pháp lợi sanh mà Ngài không quản ngại đường xá xa xôi, dù đêm hay ngày, dù nắng hay mưa, mà Ngài dẫn đến từ Bắc Trung Nam đến từng nơi mà chưa có Phật pháp mà Ngài giảng và Ngài truyền trao chánh pháp. Để được cái gì? Để cho chúng sanh được biết đạo, được hiểu đạo và được học Phật pháp, để tránh những cái ác, những cái xấu và hành những cái thiện, những cái lành, để sống tốt cho xã hội và gia đình luôn được hạnh phúc và luôn được ấm im tốt đẹp. Cái hạnh nguyện như vậy nên chúng con dẫn dắt qua cái bài giảng hôm nay, nói về sư phụ là một trong những bậc thầy khả kính. Từ trước giờ con lên con giảng, con toàn con nói về mẹ không à. Hôm nay con sẽ nói về cha. Tại sao con nói về cha mà xem như bậc thầy? Thì kính thưa quý vị, như lúc nãy con có nói, không ai không có cha đúng không ạ? Dù cho là cha ruột hay là cha ghẻ cũng là cha. Dù cho cha có thương hay là không thương mình đi nữa cũng là cha. Không có cha chúng ta đâu có ngồi hôm nay ở đây, đâu có được hình hài này ở đây, đâu có tên A, tên B, tên C, tên D, vân vân. Vậy mà chúng ta đôi khi, mỗi khi và vài hoặc nhiều lần, chúng ta quên đi cái ơn đức của cha. Như nãy con có đọc
hai cái câu mà sư phụ có dạy á: không cha sao có thân này, không thầy sao được như ngày hôm nay á. Thì quý vị cố gắng, những ai còn cha, dù là có thương mình hay là chưa thương nhiều, hoặc là gần thương, hoặc là có nghịch duyên với mình đi nữa, cũng là cha. Không nên phân biệt là cha ruột hoặc là cha ghẻ. Ghẻ ruột gì là cũng là cha, nuôi từ tấm nhỏ cho tới lớn, cho tới đi học, cho tới lớn nữa, rồi già, vân vân. Ai nuôi, ai lo, đâu phải mình mẹ lo, mà có cha, cha lo phụ chứ. Còn những hoàn cảnh mồ côi thì sao? Thì cũng có cha, nhưng mà may mắn ở chỗ là không được gặp mặt cha thôi. Chứ không phải ai ở dưới đất chui lên, ai trên trời rớt xuống, ai ở ngang hông đi qua, ai ở mà giữa đi xuống đâu. Thân này là do tinh cha quyết mẹ mà cấu tạo nên thành chúng ta hôm nay. Con xin kể quý vị nghe một câu chuyện về người cha. Ở một cái làng nọ, có một người cha cách đây khoảng 40 năm về trước. Người cha này từng là thầy giáo, và vì cuộc sống mưu sinh cái thời đó rất là nghèo và sống thiếu ăn mà không đủ mặc nữa. Cái người cha này á, thấy hoàn cảnh như vậy, không đi dạy nữa, mà người cha quay về làm ruộng để mà nuôi hai người con, một trai và một gái. Và hằng ngày người cha này á, có hạnh tốt lắm, không hút thuốc nè, không uống rượu nè, không cờ bạc ăn chơi gì cả, mà người cha này làm ruộng rất là hiền và rất là được lòng bà con hàng xóm. Hằng ngày mang từ cái cuốc, từ cái cài, từ cái bình xịt 2-3 giờ phía đi ra làm lúa, làm đậu, làm mía, vân vân. Và có khi nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho con. Và gia đình rất là khổ. Hằng ngày người cha bươn chải, tảo tần, ráng làm. Hiện nay người cha đó chắc hơn 60 tuổi mà tóc bạc hết rồi. Có hai người con, một người nam, một người nữ. Mà cái người con trai á, mà khi học xong rồi á, số kiếp anh ta cũng hơi lận đận, toàn là cái nghiệp duyên, bệnh hoạn hoài nó không hết, đi trị từng cái bệnh viện này tới bệnh viện khác cũng không hết, bác sĩ đoán ra không có thấy bệnh gì hết á, mà lại là bệnh. Và cuối cùng người cha này và cái người mẹ mới thấy đường cùng rồi, cho cái người con này vô chùa để làm công quả. Và cái người con này ở ngoài á, quý vị biết rồi, thì cha là sao con vậy mà. Cha hôn thuốc thì con đâu có thuốc, cha uống rượu thì con đâu uống rượu, mà cha không ăn chơi thì con không ăn chơi à. Hay chỗ đó. Mà cái người con này á,
khi mà ở ngoài á, đôi lúc á cũng hơi bướng, cũng hơi có nhiều lúc cãi cha, có nhiều lúc cũng hơi buồn cha. Nhưng lúc đầu á, anh ta vào chùa để làm công quả, tính vài tháng là về. Thì quý vị biết rồi, ở quê mà vào thì như là nó nói sao, cha truyền thì con nói cái nghiệp. Thì có một người con trai thì phải về cưới vợ rồi sinh con rồi còn phải lo cho ông bà. Nhưng mà nó ngộ ở chỗ tính vô chùa vài tháng à, rồi về. Ai về vô chùa gặp được cái ngôi chùa có vị bổn sư tốt và ngộ ra những cái hay và tránh đi những cái mê tín. Ở quê với quý vị biết là mê tín dữ dằn lắm, coi bói rồi coi số rồi vẽ xăm rồi tùm lum hết luôn. Nhưng mà vô ngôi chùa này, vị bổn sư tốt và tu hành đàng hoàng, rốt cuộc cái người con này ngộ chỗ theo xuất gia luôn, không về nữa. Người cha này á, lúc đầu cũng đau khổ lắm á, bà con dòng họ rồi chửi ghê lắm, nói á, mày có thằng con à, mày không để nó ở nhà, nó kế nghiệp mày, nó lo cho mày, để sau này già nó còn lo nữa, chửi dữ lắm, nói tiệt tông, tiệt tự, tiệt nồi vân vân, nói đủ thứ hết luôn. Nhưng mà người cha này cũng khổ lắm, cũng buồn lắm chứ, cũng nhiều lúc rơi lệ mà đâu dám nói, vì thương con mình mà thấy con mình cái hoàn cảnh nó như vậy, mà được gặp cái môi trường như vậy, ở quê đâu biết Phật pháp là gì đâu. Và cái người con này được xuất gia và được tu học và hằng ngày chuyển hóa được gia đình. Quý vị biết là ở quê đó, gia đình đó nuôi á 6 con trâu, 4 con bò, người mẹ thì nuôi 20 con heo và 4 con trăn. Quý vị biết rồi đó. Nhưng mà được cái á, vô chùa được sư phụ của cái người đệ tử đó hướng dẫn không nên nuôi những con đó nữa để mà bán thịt như vậy. Mà hay ở chỗ nha, khi mà nghe được những lời của sư phụ và đến gặp sư phụ rồi á, về là quý vị biết là ở quê mà dễ mà bán bò bán trâu được, không có được đâu, không nuôi heo nó không được đâu ạ. Nhưng mà gia đình này á, về bán trâu, bán bò, dẹp nuôi heo luôn, bán trăn luôn, và sống theo cái lời dạy của sư phụ hoặc là dạy của Đức Phật, sống thọ trì tam quy ngũ giới, trong đó không sát sanh. Và gia đình đó vào chùa quy tam bảo luôn, và từ từ hướng dòng họ mà những người đã từng chửi á, từng mắng á, mà từng miệt thị á, mà nói rằng á, có thằng con à mà cho tu như vậy á, tiệt tông tiệt nồi vậy đó, mà rốt cuộc cũng phải theo à, mà theo ai, cũng theo sư phụ à, mà rốt cuộc cũng bỏ ác, cũng làm lành à. Cái người cha này á, khi mà đưa cái người con này vào chùa, quý vị biết không, cũng khổ lắm chứ. Rồi hằng ngày cũng mà bị gièm pha như vậy. Thí dụ đặt hoàn cảnh như quý vị đây, mà có thí dụ nha, chưa hiểu Phật pháp á, mà chưa biết được chùa chiền á, có ai dám cho con mình đi vô chùa không? Có ai dám cho con mình đi tu không? Có một người con trai dám không? Chắc không, đúng không ạ? Nhưng mà này cũng hay,
cho luôn. Lúc đầu tính vô vài tháng về, xong vô luôn. Và nay cũng hơn 11 năm rồi đó. Người cha này có kính không quý vị? Và hằng ngày á, cái người cha này á luôn luôn theo dõi con mình tu học như thế nào. Và chùa có lễ lộc gì á, người cha này đều tới, gia đình đều tới và hướng dẫn người thân đến chùa và để nương vào ân đức của sư phụ. Quý vị biết người cha con nói như thế. Và cái người mà cái nhân vật mà cái người con trai đó ai không ạ? Kính thưa quý vị, quả thật vậy. Chúng con cũng hạnh phúc quá, còn có người cha như vậy. Không phải phe quý vị chứ, ở ngoài nè, không thuốc nè, không rượu nè, không phá tán nè, không ăn chơi trác tán gì cả. Mà trước khi á, vào chùa á, ăn chơi trường 5 năm á nha. Nhưng mà ở quê duy nhất một cái xã đó, ấp đó chỉ có mình à, có mình ăn chay à, không ăn chơi trường hết á. Quý vị biết đi làm ruộng mà ai ăn làm gì, ai ăn nổi lại làm. Nhưng mà vì cái nghiệp duyên như vậy mà phải đến chùa, phải ở, rốt cuộc thay đổi đi cái tư tưởng của người mà không biết đến chùa, không biết Phật Pháp và không biết như thế nào là quy y Tam Bảo, không biết thế nào là đạo Phật như thế nào, mà rốt cuộc hướng được gia đình người thân như vậy. Và cái người cha mà hãy chịu đựng như thế, và cái người cha mà tạo điều kiện cái người con mà vô chùa như vậy, quý vị thấy có thương không? Có quý không? Quả thật như vậy. Quý vị đây nên con mong rằng quý vị ai có con á, dù là trai hay là gái, nếu mà ở ngoài á mà không á cưới vợ gả chồng á thì thôi quý vị cố gắng, nếu đủ duyên thuận duyên thì cho thọ trì tam quy ngũ giới, hoặc là cái cao cả hơn nữa thì cho xuất gia. Nhưng mà con thấy xuất gia thì nên xuất gia ở môi trường tốt, môi trường đàng hoàng và môi trường theo chánh pháp, và có một cái gì mà bậc thầy khả kính như sư phụ đây. Không phải mình ở chùa Hồng Pháp rồi mình thưa sư phụ nói như vậy, thì quý vị đây cũng biết rồi. Thì thôi hãy ráng cố gắng, hãy tạo điều kiện cho con mình được biết đến chùa chiền, được biết đến Phật Pháp, được quy y Tam Bảo, để mà sống hướng thượng, hướng thiện, sống mà biết hiếu thảo với gia đình, với cha mẹ, với bạn bè, với người thân, để có một cuộc sống tốt đẹp vậy. Quý vị có muốn không ạ? Quý vị có hoan hỷ không? Thì thôi, cũng sắp hết giờ, con xin tặng quý vị một vài cái câu của sư phụ và một cái bài thơ để mà khép lại cái buổi sám hối ngày hôm nay. Tình thầy biển rộng mênh mông, chúng con trọn kiếp khó mong đáp đền. Cả đời hoằng pháp độ tha, mỗi chân thầy bước nở hoa sen vàng. Những dòng sữa pháp ban mai, cả đời tâm huyết từng ngày thầy trao. Đằng sau ánh mắt không lời, chứa chan cả một bầu trời thương yêu. Và thêm miếng nữa, ảnh thầy treo ở phòng con, ấm thai nghĩa cử sắc son tình trò. Tại sao con đọc hai câu này? Cũng thưa quý vị hoan hỷ, con có một cái tấm hình của sư phụ. Từ khi sư phụ còn đại đức á, đại đức là cũng giống như con giờ á, mà giờ sư phụ lên hòa thượng rồi đó, tấm hình đó cũng mấy mươi năm. Hằng ngày con treo lên ngay đầu nằm con á. Để sao? Không phải tại sao treo đầu nằm, tại vì đôi khi mình buông lung,
giải đãi, phóng dật vân vân. Mình nhìn lên, ồ, sư phụ kìa, dừng lại dùm, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, nên thấy hạnh phúc lắm. Tấm hình của sư phụ được 20 mấy năm. Tấm hình hiện giờ con cũng vẫn còn treo đầu nằm ngay chỗ cái đầu con nằm. Con xin đọc một cái bài này nói về cái gặp thầy bạn tốt. Gặp thầy bạn tốt nên gần, để thầy dạy bảo lỗi lầm nơi ta. Ngày đêm ta phải nghĩ là thầy hay bạn tốt dễ mà gặp đâu. Bao nhiêu những pháp nhiệm màu, để thầy dạy bảo gót đầu dạy răng. Vậy nên ta phải chuyên cần, học sao khỏi phí công huân của thầy. Còn như đức hạnh thầy đây, luôn luôn gần cận, ngày ngày học thêm, đời đời phát nguyện ở bên, để thầy dìu dắt bước lên Bồ Đề. Còn như bạn tốt ta kia, là người giúp ích sớm phia cho mình. Vậy nên ta phải chí thành, nguyện thầy gần bạn học hành không ngơi. Nay mừng mai gặp đủ rồi, gắn công tu học không lời phút giây. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuối lời con thành kính ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ trên sư phụ khả kính Đại Đức trụ trì chuồng Pháp Thích Tâm Trường, cùng toàn thể chư tôn đức tăng hiện tiền và toàn thể quý Phật tử có mặt tại chùa Hoằng Pháp nhân ngày sám hối hôm nay, luôn luôn nhiều sức khỏe, đạo tâm kiên cố, mãi mãi nương theo Phật Pháp, học Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, hành Phật Pháp và luôn luôn sống thiện, làm lành, lánh dữ để cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp và đạo tràng chùa Pháp ngày càng hưng thịnh, trường tồn mãi mãi theo những lời Phật dạy và sống như Đức Phật và học như Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.